Bé My ơi, tới giờ cho chuột ăn rồi. Để em lấy đồ ăn cho nó. Ôi, em sẽ lấy những đồ ăn nào mà dinh dưỡng cho nó, tại vì nó đang có bầu. Ủa sao để gỗ ngay đây vậy ta? Ủa, con sữa nằm trong đây nè anh. What? Hình như hôm bữa đứa khám thai cho nó, xong rồi tách thai con ra để cho tụi nó đẻ hay gì á. Mà không biết giờ nó có đẻ chưa bé My. Sao em biết được, anh biết không? Trời ơi, anh hỏi em hỏi ngược lắm. Kế bên cái chuồng của nó, anh ngồi vậy anh coi luôn đi chứ hỏi làm gì. Ủa, nó đâu mất tiêu rồi? Alo, bạn có nghe tôi nói gì không? Không có trong đây. Cà phê. Cà phê ơi. Cà phê ơi. Đâu đây anh, cúi xuống. Wow. Nó đẻ rồi. Em thấy cái gì chưa? Nó đẻ rồi. Thì sao? Để em chạy vô em nói chị My. Vậy chị em đi đi. Trời ơi chị My ơi, chị đi ra đây nhanh đi. Vậy em đi cái đường gì mà nghe cái gì bé mày. Chị biết chị. Cái gì? Chị biết tin ông trời gì chưa? Tin gì nữa? Chị chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nghe nha. Con chuột nó hạ rồi. Hả? Nó hạ với gái mà em. Trời ơi chị. Hạ sanh em bé. Chuột hạ sanh em bé. Dạ. Đâu thì con. Trời ơi kìa, quá trời luôn kìa mọi người. Trời ơi, bả đang ấp cho mấy bé con ngủ á. Ủa mà sao chị thấy mấy con chuột nó đỏ lè đỏ lét cho mấy cục kiểu dẻo vậy em? Trời ơi, nhìn muốn ăn quá đi à. Ừ. Tự nhiên cái ông chuột é bậy bạ quá mà. Ủa nhưng mà không biết là cái bà cà phê này bả đẻ được mấy bé he. Em cũng không biết nữa, là em chưa coi. Hay bây giờ hả, mình lo mấy bả ra ngoài shop của mình đi, rồi mình đếm xem là mấy bả đẻ được bao nhiêu bé cho mấy bạn xem luôn ha. Yeah. Wow, hello tất cả mọi người luôn nha. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với VV Animal. Đó, thì hôm nay bà Gia với lại bé My nhận được một tin rất là vui luôn đó mọi người. Đó là những bà chuột của chúng ta đã được hạ sinh rồi. Những bà em bé cute hột me và kiều dẻo đó mọi người. Rồi, hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ coi những cái bà chuột như thế nào, và mình đếm xem là bà cà phê nhà mình đã đẻ được bao nhiêu bé luôn ha. Bây giờ mình sẽ like lên đó. Bây giờ mình like lên là mọi người. Ý là quên, trước khi vào cái clip này thì mọi người nhớ là những cái nút đăng ký màu đỏ ủng hộ bà Gia nha. Và nè, mọi người muốn có cái ý tưởng nào nữa thì mọi người comment phía dưới, bà Gia sẽ thực hiện luôn. Còn bây giờ mình sẽ đếm xem là có bao nhiêu bé chuột bé ơi. Trời ơi, tại vì bà V nghe đồn là cái dòng Lobo này nó sẽ đẻ rất là ít luôn bà. Ê, đẻ hình như là tầm có 3-4 con à. Chứ em nghĩ con này cũng đẻ tầm 3-4 con thôi. Để mình đếm thử xem coi tầm 3-4 bé không nha. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình lấy cái cây này mình đếm cái cây. Đây. Đầu tiên là một bé này. Trời ơi, đây, mình gỡ ra cho mọi người thấy nè mà đây nha. Một bé nè. Hai bé nè. Ba bé nè, trời ơi, gom. Ủa rồi, đâu thấy nữa đâu rồi. Ba bé. Bốn bé nè mọi người. Hello bà. Năm bé nè, sáu bé, bảy bé. Ủa, trời ơi, đẻ tính bảy bé luôn hả? Ủa sao đẻ nhiều quá vậy? Ủa bà chỉ nhớ là cái dòng này đẻ tầm 3-4 bé thôi mà sao giờ đẻ tới bảy bé luôn? Ủa vậy là cái bà này bà đẻ dữ. Trời ơi, mắng đẻ dữ vậy bà. Quá là ngon luôn đó mọi người. Vậy thì bây giờ bà Dê nghĩ là mình phải dọn bớt đồ ra cho nó rộng rãi ha bà. Đây, bây giờ bà Dê với mình sẽ dọn bớt đồ ra cho những bé chuột mình có không gian thoáng mát, thoáng đoảng, tươi vui, mát mẻ mùa hè. Còn hôm qua bây giờ mình bóc mấy bé này mình bỏ lên tay mình đếm đi chị, cho mọi người đều thấy. Ý không được. Tại vì á hả, chị nghe nói là nếu mà mấy bé vừa mới đẻ xong mà em để lên hơi tay của em á là sẽ bị nghe một cái mùi khác, thì chuột mẹ sẽ không có biết và ăn con của mình á, tại kiểu bị hoảng sợ đó bé. Chứ lại nhưng mà bây giờ em thấy cái chuồng này nó dơ quá, không thôi mình dọn chuồng cho nó đi chị. Không được luôn. Là kiểu là mình cũng phải chịu ở dơ luôn mọi người. Tại vì nếu mà mình dọn chuồng á thì sẽ có một cái mớ đồ mới nó vô, thì cũng có cái mùi khác thì chuột nó cũng không chịu nữa. Nói chung á là bà bầu hơi bị khó chịu chút xíu, nên mọi người ráng á là không thay chuồng nè, và không bóc những cái bé nhỏ lên tay. Nói chung là không đụng tay vô chuột con nha mọi người, là ổn nhất luôn. Đây mọi người ơi, thì mặc dù mình không có thể thay được chuồng mới cho mấy bé, nhưng mà mình có thể bỏ thêm đồ vô nha. Ví dụ như bây giờ bà V sẽ bỏ thêm những cái lót này nè, rất là mềm êm ái luôn, để cho mấy bả em chứ thấy cái này, cái sỏi này nó nhuyễn quá bé, sợ là hả nó đâm vô mấy cái lưng của mấy bé nó da còn yếu quá. Rồi bây giờ bà V với bà My sẽ bỏ thêm cái này, là gọi là cái lót chuồng mà kiểu bong bong á, chỗ này là lót chỗ ngủ. Lót cái này cho mấy em bé nằm êm hơn. Đúng rồi, chứ để nằm dễ tội quá. Bên đây á là cái khu mà lúc mà bà chuột bà gom lại để bà đẻ đó mọi người. Bây giờ mình sẽ lót phía bên đây để cho tí xíu nữa mấy bé nằm êm ha.
lót sừng sứa đúng rồi, đè lên đầu mấy bà phía sau luôn á mọi người. Rồi đó, trời ơi nhìn cưng dễ sợ luôn. Mà mấy bà này nhìn có chút xíu à, chắc là tầm 1-2 tuần nữa mới có đủ lông đủ cánh đủ các kiểu. Ủa có cánh không ta? Trời ơi chị làm như con chim vậy, có cánh. Ủa hả, vậy là chưa có cánh với mọi người rồi. Trời ơi bà kia bà nhai cái gì vậy? Cưng quá trời luôn mọi người. Chắc là mấy bé này vừa mới bút sữa xong đó. Bởi vậy phê phê nằm lăn ra ngủ rồi đó. Rõ quá là êm ái chim én luôn. Ủa chị, hình như em thấy hết nước rồi nè. Mình đi thay nước cho bé uống đúng không chị? Ờ đúng rồi, cái nước này thấy bữa giờ cũng để 2-3 ngày. Thôi để mình thay thêm đi. Đó, vậy thì mình đã đi hứng nước xong cho mấy bé rồi. Bây giờ mình sẽ đỡ vô đây nha mọi người. Cái này thì mọi người có thể dùng nước uống của mình hay uống hàng ngày á, mình cho mấy bé uống luôn cũng ok la luôn nha. Đừng cho uống nước ngọt nha mấy bạn. Tiêu chuột tôi luôn á. Đó, thì ở đây mình đã có nước rồi nè, có cát tắm rồi nè. Cát á thì mình vẫn phải để như vậy luôn. Tại vì cái mùi trong chuồng nó đã như vậy rồi, mình mà thay một cái là rất là nguy hiểm. Còn bây giờ đồ ăn, đồ ăn thấy bị dính tè le, mùn cưa. Với lại đồ ăn này to quá à, đúng rồi, nó ăn cũng được. Đúng rồi. Không, nhưng mà hiện tại thì mấy bé chuột con thì sẽ bú sữa của mẹ, không có ăn đồ ăn được. Nên cái này là chủ yếu để dành cho bà chuột mẹ bà ăn thôi. Nhưng mà mình vẫn phải thay thêm tí xíu đồ ăn mới để bé mì ha. Hai món ăn á mà mình có thể dễ ăn là thứ nhất nè, thứ hai là nó khá là mềm, có thể mấy bé chuột con ăn được luôn. Đó là, cái này là gì sau? Rồi cái này là cơm trứng. Trời ơi đất ơi, cái này là siêu nhuyễn luôn nha bé. Cái này là ăn vừa bổ mà vừa nhuyễn luôn, rất là ok la đó. Nãy là bé My với bà Dê đã bỏ mấy cái thức ăn cũ rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ thức ăn mới cho mấy bà đó. Đây là những bé sâu rất là sâu luôn. Rồi giờ bỏ cơm vô bé. Rồi. Tại vì nhiều khi mấy bà chuột cũng được chuột mẹ gấp thức ăn cho ăn á, nên mình cứ bỏ nhuyễn nhuyễn vô đây nhiều khi mấy bà ăn được. Rồi ok luôn. Đồ ăn mới con ơi, đồ ăn mới con ơi. Lại ăn con ơi. Trời ơi phá vậy á. Trời ơi nghe mùi là phái phái chảy nước miếng liền luôn đó mọi người. Quá đã quá đã. Trời ơi hôm nay là đẻ rất là nhiều luôn. Mong là những bé chuột này á hả vài tuần nữa sẽ ú nu ú nườn. Ê hình như là bây giờ là chưa mọc lông nên mình cũng không có biết là mấy bé chuột màu gì. Dạ đúng rồi. Mong á là sẽ ra một bé chuột nào đó mà có bò sữa cũng ngon ha bé. Trời ơi dễ thương quá luôn mọi người. Cứ ngồi ngắm hoài luôn á. Còn bà mẹ này, bà cà phê con á thì đói muốn chết luôn, thèm bú muốn chết luôn. Rồi bà nội này bà đi vòng vòng bà chạy rồi đó 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 đó. Trời ơi. Ủa là trời, chạy mà cũng dướng cái chân quẹo vô nữa bà. Tắm cát hay gì? Giờ này mà tắm tát cái gì cho con bú đi. Trời ơi nói không nghe luôn, chạy vòng vòng hoài luôn đó mọi người. Chạy bên còn bên đây là mấy bà nội chùa bà là bà bị bơ dơ bơ ờ nè. Người ta đói người ta mới dậy rồi, còn bà này thì no rồi bà ngủ rồi nè. Rồi bây giờ mọi người hãy ngắm mấy bé chuột cùng với bà Dê và bé My nha. Thôi, 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 th
chuột ở ngoài shop á có cái máy lạnh chỉ vô nên sợ là bây giờ mấy bé chuột sẽ lạnh, nên chắc bà V cũng xin kết thúc clip tại đây luôn ha. Để mình đem mấy bé chuột vào trong thì nó sẽ ấm áp hơn nè. À, nếu mà mọi người có thích cái clip này của tôi á thì đừng quên là tặng liền cho tôi một cái nút đăng ký hồi đã nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye.